chân diệu pháp liên hoa phẩm thừa thứ nhất con nghe như thế này. Mòn thuở nó đứng phần ở trong núi Kỳ Xà Quân nơi thành vương xa cùng chúng đại tỳ kheo. Một muôn hai nghìn người câu hồi tan vị đó đều là bận lan căn lầu đã em không còn phiền não biến lời mình đã xong dứt sự ràng trịch trong cán cõi tâm đường tự tại. Tên của các vị đó là Nhã Kiều Trần Như Ma Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Xá Lời Phấn Đài Ngùng Kiền Liên Ma Ha Ca Chiến Viên A Nô Lâu Đà Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Lý Bà Đa Tất Lắng Giá Bà Ta Bạn Tố La Mà Tố Y La Na Đà Tôn Đà La Nàng Đà Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tần Tu Bồ Đề A La La Hồ La Vân Vân. Đó là những vị đại A La hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Cà Ba Đề cùng với quyến thuộc sáu nghìn người câu hỏi mẹ của La Hầu La là Bà Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La cùng với quyến thuộc câu hỏi. Bần Đại Bồ Tát Pháp muôn người đều không thôi chuyên ở nơi đạo vô thượng chân đẳng chân giác đều chứng được Pháp Đà La Ni nhau thuyết biện tài chuyện nói Pháp Luân bận thôi truyền. Trần cung dường vô lượng trăm nghìn chư văn ở các nơi đứng phân trồng các còi công đức thương đưa các phận khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của phận thông đà đại trí đến nơi bờ kia. Danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đất Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tăng Bồ Tát Bấn Ngư Bồ Tát Bưu Sương Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Giống Thi Bồ Tát Bưu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mang Nguyệt Bồ Tát Đại Lần Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát Địa Tam Giới Bồ Tát Ba Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát vân vân. Các vị đại Bồ Tát như thể tam muôn người câu hồi. Lúc bây giờ tính đề hoàng như cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hồi lại có minh nguyệt thiên tử phố hương thiên tử bửu quang thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hồi. Tự tài thiên tử đại tự tài thiên tử cùng với quyến thuộc ma vàng thiên tử câu hồi. Chú coi ta bà phạm thiên vương thi thi đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hồi. Có tám vị Long Vương Nan Đà Long Vương Bạc Đằng Đà Long Vương Xá Già La Long Vương Hòa Tu Các Long Vương Đức Xoa Ca Long Vương A Na Bà Đạt Ma Long Vương
đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị thần na la vương pháp thần na la vương diệu pháp thần na la vương đại pháp thần na la vương trì pháp thần na la vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị càng khác ba vương nhà càng khác ba vương nhạc âm càng tháng ba vương mỹ càng khác ba vương mỹ âm càng tháng ba vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi có bốn vị a tu la vương bà trị a tu la vương già la kiên đa a tu la vương tỳ ma chân đa la a tu la vương la hầu a tu la vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hỏi có bốn vị ca lâu la vương đại uy đức ca lâu la vương đại thân ca lâu la vương đại mạng ca lâu la vương như ý ca lâu la vương đều cùng bao nhiêu quyến thua câu hỏi vua xà thế con bà vi đề cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hỏi cha chúng đều lễ chân phan lui ngồi một phía luôn bây giờ đừng thế tôn hàng tư chúng vây quanh cúng dường cùng kính người khen tôn trọng vì các vị bồ tát ma nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa giáo bồ tát pháp phần sơ hồ niệm nói kinh này xong đưa phan ngồi xem bằng nhắm vào chánh định vô lượng nghĩa sứ thân và tâm của phần đều không lại động khi đó trời mưa hoa mang đà la hoa má mang đà la hoa mang thù sáng hoa má mang thù xa để lại trên đứa phần cùng hàng đại chúng cõi phần sáu điều vang động lung bây giờ trong chúng hồi cả hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời đồng gia thoáng càng thác bà a tu la ca lô la cần na la ma hầu la già nhân phi nhân và ca vi tiểu vương cùng truyền luân thánh vương cản đại chúng đều đưa thấy việc chưa từng có vui mừng chắp tay môn lòng nhìn phần bây giờ đứng phật thờ nơi tướng long trắng giữa chẳng mày phóng ra luôn hào quang chiếu căn ca mồ muôn tám nghìn người cờ phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên chúa khấu trời sáng cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở ca cõi kia lại thấy ca đưa phật hiện tại nơi ca cõi kia và nghe kinh pháp của ca đứng phần ấy nói cùng thấy nơi ca cõi kia các hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ những người tu hành đắc đạo lại thấy các vị đại bồ tát dùng các món nhân duyên các lòng tin giải các loài tướng mạo mà tu hành đạo bồ tát lại thấy ca đứng phần nhập niết bàn lại thấy sau khi ca đứng phần nhập niết bàn đem ra lời của phật mà vẫn chẳng tham bằng bãi bao khi ấy ngài Di Lặc bồ tát nghĩ rằng hôm nay đứng thế tôn hiện thần biến tướng vì nhân duyên gì mà có điềm lành này nay đức phật đứng nhập chánh định việc biến hiện như không thể nghĩ bàn này nên nói ai ai nam nữa ngài lại nghĩ ông phá vương tử văn thù sư lợi này đã từng
phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên hỏi ông lùng đó ăn kỳ kéo tề kéo nê càng sợ nam càng sợ nữ và càng trời đồng quý thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần trong sáng chói của Đức Phật hiện đây nay nên hỏi ai bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại sẽ tam niệm của bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và của cá chúng hỏi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lãnh thần thông này. Và phong anh sang lớn soi khắp một muôn tam nhìn coi ở phương đông đều thấy coi nước ca nhìn của ca đứng phần khi đó ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng ngài văn thù chư lai đức đạo sư cơ chi. Long trăng giữa chàng mài phong anh sang cấm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang thù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều yên tình. Mà trong thế giới này sao điều văn động lên bấy giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý tha thái được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã tỳ trên đến trời ưu đành trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến nghiệm duyên lành cùng giữ thủ bao có con sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy các đấng phật đấng thánh chúa sư tử diện nói các kinh điển nhiệm mờ bực thử nhớ tiếng của ngài thanh tịnh giọng nói ra em dịu dày bao các bồ tát vô số ức muôn người. Tiếng phàm âm thanh nhiều phiên người đều ưa nghe các phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phàm dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù để soi rõ phần phàm mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa và bệnh chết phân vì nói niếng bàn để giới cá ngăn khổ nếu là người có phước đã từng cúng dàng phận chỉ cầu pháp thù thắng vì nói hành nhân giới. Nếu lại có phần tử tu tập các công hạnh để cầu tuệ vô thượng phần vì nói tình đạo ngài văn thù sư lại tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghiền ứng việc ta thấy rất là nhiều như thế. Này trẻ lượm nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng các món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vị bố thí hoàng ba ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc xa từ mã nào. Kim cương ca chân bơ cùng tôi ta xe cổ kiểu can chân cho bao vui vẻ đem bố thí hồi hướng về phần đạo nguyện được chứng thưa ấy bậc nhân của ba cõi ca phần hằng khen người hoặc có vị bồ tát. Xe tứ mà xe báo bao lớn che tán đẹp trao che dùng bồ thí lại thấy có bồ tát bồ thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có bồ tát đầu mất và thân thế.
đều ưa vui thí cho đệ cầu trí tuệ Phật. Ngài văn thù sứ lại ta thấy ca quấn vương qua đến chỗ của Phật. Thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nước vui về cung điện cả thần thiên. Cao thành cao lần tống mà mặn nghi pha phong hoàng lại thấy Bồ Tát mà hiện làm thì kéo một mình ở văn về vui tụng kinh điển cũng thấy có Bồ Tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn. Khi xem mỗi phần đạo và thấy bậc lý vô thường ở cho không nhà sâu tô các thuyền định đường năm món thần thông và thấy gì Bồ Tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể khen ngợi các pháp vương. Ngài thấy có Bồ Tát ký cho chi bền chẳng ai hỏi ca đức Phật nghe rồi đều thu trì lại thấy an Phật tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng trí vô vì chúng mà gian phân. Vui vừa nói ca pháp dạy báo ca Bồ Tát phá dẹp chúng minh ma mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì Bồ Tát văn bạc yên lặng ngồi trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang. Cứ có trong địa ngục thiên đều vào phân đạo lại thấy hàng Phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng thiên năng cầu phần nào cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu. Đề cao chứng văn đạo và thấy hàng Phật tử trù vào sức nhẫn nhường bị kế tăng thương mạng mắng rùa cùng đảnh đầm thấy đều hay nhân đưa để cầu chứng phần đạo lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười. Và khuyên thuộc ngũ thi ưu gần gũi người trí chuyên tâm chứ loan đồng nhiệm niềm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đạo lại thay vì Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món thôn thân. Đem cung Phật và tăng áo tôn đồ thường phục giá đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cung Phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng. Rừng vườn ra thanh tình bông trái đèo chân xe xuôi chạy cùng ao tâm cung cho Phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô thương lai có vị Bồ Tát. Và nói ba kinh diệt dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoàng thay vì Bồ Tát quan xa ca pháp tịnh đều không có hai tướng cũng như khoảng hư không lại thấy hàng phần tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tuế này mà cầu đạo vô thường. Ngài văn thù sư lời lại có vị Bồ Tát sau khi phần diệu độ cũng dàn xa lời phần lại thấy hàng phần tử xây dựng ca pháp nếu nhiều vô số hằng xa nghiêm sức cấp còi nương. Bửu tháp rắn cao đẹp đèo năm nghìn do tuần bề ngang rồng tới nhau đèo hai nghìn gió tuần trong mỗi môi tham miếu đều có nghìn tràng phan màn châu xem ta có chiến linh báo hòa đeo cán vì trời rồng thân. Người cùng với vi nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian ngài văn thù sư lại các hàng phật tứ kia vì cúng dạng xá lời nên trang
mọi quan giới tự nhiên thù đặc đấng tốn đẹp. Như cây thiên thụ vương hoa kia đang khỏe nở phần phóng mộ luồng sáng, ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp thần lực của chư Phật. Thì tuệ đều hy hữu phóng một luồng tỉnh quang soi thắm vô lượng cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có. Xin Phật tứ văn thù nhảy quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế con cử chi phóng ánh quang minh này. Phật tứ phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng có những lời ấn gì đừng Phật phóng quang này khi Phật ngồi đau tràng. Chừng được khóa tâm nhiều về muôn loài văn đó ai là sẽ thọ ký hiến bài ca coi phận ca bao rằng trang nghiêm cùng thầy ca đức phần đây không phải ca nhỏ ngài văn thù nên điên. Bọn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài văn thù sư lại nói với ngài Di Lăng Đại Bồ Tát cũng cán vị đại sĩ các thiện nam tử như chỗ ta sẽ nghĩ thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lớn. Mưa pha vũ lớn thôi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiện nam tử ta cần ở nơi ca đinh phân đời qua cứ thấy điềm lạnh này phân kia phóng hào quang đó rồi liền ngồi pháp lớn. Cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật hiện hạ quan cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cả trong đời có tin theo cho nên hiện điềm lành này. Cả thiện nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước bây giờ có đức Phật hiểu nhận nguyện đăng mình như lai ân cung chinh biến tri minh hạnh tung thiền về thế gian giải vô thường trì. Điều ngờ trường phố thiên nhân sơ phần phá con nhiên nói chân pháp ban đầu giữa rốt sao ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lê kéo mâu thuần một không tạm đầy đủ cả tướng phàm mạnh thanh bạch. Phần vì người cầu đạo thánh văn nói phá tư để thoát khỏi sống già bệnh chết tiêu cánh niếm bàn vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la bằng làm cho chứng được quả vô thường chính đẳng chính gia thâm bậc nhờ tiếng chung trí kế lại có đấng phần cũng hiểu nhận nguyện đăng minh lại có đấng và cũng hiểu nhận nguyện đăng minh như thế đến hai muôn đức phật đều đồng một thân. Hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng mô họ họ phá la đò di lạc nên biết được phần chứ được phần sao đều đồng mô tên. Hiểu nhật nguyện đăng minh đầy đủ mười hiểu những pháp đưa nói ra đầu giữa sao đều lành. Đừng vào rõ sao cả lúc chưa xuân gia tòa tan vì vương tử người thứ nhất tan hữu ý thứ hai tên thiện ý thứ ba tan vô lượng ý thứ tư tan bửu ý thứ năm tan tăng ý thứ sáu tan trừ nghi ý thứ bảy tan hưởng ý thứ tám tan phạm ý tam vì vương tử đó có uy đức từ nay đều lãnh trì bốn châu thiên hạ nghe vua cha sơn gia
chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo. Pháp âm đại thừa thường tu hành thanh tịnh đều làm bằng phàm sư thoa trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đứa phó quân trồng cá cội lặng đứng phần nhận nguyện đăng minh lung đỏ nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sứ gia bồ tát pháp hoa phần sơ hồ niệm. Ngồi kinh đó rồi vẫn liền ở trong đại chúng ngồi sẽ ban nhâm vào càng chánh định vô lượng nghĩa sứ thân và tâm chánh đông khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa đề đại trên đất phần và hàng đại chúng khắp cõi nước và sao điêu văn đồng lùng đó trong hôi hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời đồng già xóa càng tháng bà tu la ca lâu la khấn la la ma hầu la già nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyên luân thánh vương vân vân các đại chúng đó đường đều chưa từng có mừng rỡ chấm tay mong lòng nhìn phần. Bây giờ đừng như lai từ tướng long trăng chân giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nương ở phương đông như nơi đường thấy ở cõi phần đây di lặng nên biển khi đó trong hồi có hai mươi ức bồ tát thừa muộn nghe qua ca về bồ tát ấy thấy hành sang chiều cánh ca cõi phần đường đều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong anh sáng nay kỳ ấy có vị bồ tát hiệu diệu quang có tám trăm người đệ tử. Bây giờ đứng phần nhận nguyện đăng minh từ trong chính định mà dạy vì diệu quang bồ tát nói kinh đại thừa tên diệu phàm liên hoa gia bồ tát phàm phân sơ hồ niệm trải qua sáu mươi tiểu kim chẳng rời chỗ ngồi. Lùng ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếm thân tâm đều không lại đồng như nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong quán bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lời mời. Đừng phàm nhà nguyện đăng minh trong sáu mươi tiểu kim nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Khi đó có vị bồ tát tên đấng tạng đức phật nhờ nguyện đăng minh liền có ký cho bảo các tỳ kheo rằng ông đức tạng bồ tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàn chánh giác. Đừng phàm thọ ký không vào nửa đêm bèn nhằm vô dư niết bàn. Sau khi đức quang diệu độ diệu quang bồ tát trì kinh diệu pháp liên hoa trại tám mươi tiểu kiếm vì người mà diễn nói tám người con của phần nhận nguyện đăng minh đều học với ngài diệu quang. Ngài diệu quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường.
Chánh đẳng chánh giác ca vị vương từ đó cũng vàng vô lượng trăm nghìn muôn đời phân đều thành đẳng đạo vị thành phân rõ sao hết hiểu là nhiên đang trong hàng tám trăm người đệ tử có một người tên cầu danh người này tam ư danh lời do cộng đồng tồn cá tên mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quên mà nên gọi là cầu danh người này cũng do có trọng cá nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ư đứng phần mà cũng vàng cũng kính tôn trọng khen người vì là nên biết lúc đó nhiều quan bồ tát đâu phải người nào là chính là ta đây còn cầu danh bồ tát là ngài đây nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay đức phật như lai sẽ nói kinh đại thừa tên diệu pháp liên hoa nhào bồ tát phá phân sơ hồ niệm bây giờ ngài văn thủ sơ lại bồ tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có phần nhân trung tôn hiểu nhờ nguyện đăng minh được thế tôn nói pháp độ vô lượng chúng sinh vô số ca bồ tát kiến vào trí tuệ phật khi phật chưa xuất gia có sanh tam phương tử thấy đại tăng xuất gia cũng theo tu phạm hành Phật nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà vì rộng to bài Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhầm chính định. Tên vô lượng nghĩa thứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cũng vàng đấng nhân tôn tất cả ca cõi phần từng thời vang đồng lớn vào phóng sang giữa mài hiền các việt thi hương anh sàng chiêu vương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tự nghiệp bao của tất cả chúng sanh lại thầy ca coi phân cùng ca bao trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi phật quan soi lại thấy những trời người đồng thần chúng già xoan càng thà khẩn na la đều cung dâng phần mình lại thấy cá như lai tự nhiên thành phật đạo màu thân như núi vàng đoan nghiêm rất đẹp màu như trong lưu ly sành hiện ra tượng chân kim thế tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu mỗi mỗi ca coi và chúng thanh văn vô số nhân phật quán soi sáng đều thầy đại chúng kia hoàng co các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tình tấn giữ tình giới dường như dình châu sáng lại thấy các bồ tát bồ thi nhân nhường thải số đông như hàng xa đây bởi sáng phần soi lại thấy hàng bồ tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chẳng động để cầu đạo vô thương lại thấy các bồ tát cho tương pháp tinh diệu đều ở tại nước mình nói pháp cầu phật đạo bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiến sức thần công lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau việc này nhân duyên gì đấng của trời người thờ vừa từ chính đình dạy khen nhiều quan bồ tát ông là mắn của đời mọi người đều tin về hay vâng giữ tăng pháp như pháp của ta nói chỉ ông chứng biết được đứng phần đã gợi khen
Chờ diệu quang ơi mừng liền nói kinh pháp hoa trài sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy. Ngài diệu quang pháp sư trọn đều hay thú trì pháp thường diệu của Phật. Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi. Liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thần tướng đã vì cản ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải mong lòng tinh tấn rời cản trở buông lung. Cả hoàng răng có làm ấn kiếm đưa một lần cả con của phần thầy nghe phần sắp nhầm về phải đều lòng buồn khổ phần sao gấp về phải đấng thánh chúa phẩm vương an ủi vô lượng chung. Đều lòng ta diện đồ các ông chớ lo sợ đức tăng bồ tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thì tương kế đây sẽ thành phận tên hiệu là tinh thân cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diện đồng. Như cuối hên lửa tán chia văn ca phá lại mà thấy vô lượng pháp tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quang pháp thư ấy vân giữ Phật pháp tàng. Trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tâm vì vương tử đó đường nhiều quán dạy ba vững bền đạo vô thương sẽ thay vô số phận cũng dàn các phận tâm phận theo tu đại đạo. Nói nhau đặng thần và chuyện cứ thua ký nhau đặng phần rõ sao cả hiểu là phần nhiên đặng đạo sư của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng nhiều quan pháp sư đó có ngược người đệ tử. Thâm thường cứ biên chế tam nơi danh lợi cầu danh lợi không nhắm thường những nhà sang giàu đời bỏ việc tung hợp bỏ quên không không thuộc bởi vì nhà nghiêng ấy nên gọi là cầu danh cũng tu cá nghiêm lành. Được thay bồ số vợ cung vàng ca đức phân thuần theo tú đại đạo đủ sáu ba la mận hay gầm đấng Thích Ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng Phật Di Lặc. Trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sao phân kia duyên đồ lười biên đó là ngài còn nhiều quan pháp xưa nay thời chính là ta ta thấy phận đăng minh điềm sang trước như thế. Cho nên biết rằng nay Phật muốn nói pháp hoa tướng này như điểm chứa là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng sanh sang giấm bài nghĩa tiệt tướng các người nay nên biết chấp tay mong lòng chân. Phật sẽ rơi nửa quán đầy đủ người cầu đạo ca người cầu ba thừa nếu có cho nghi hối Phật sẽ giúp trừ cho kiến hết không còn thường. Chân diệu pháp liên hoa phẩm tựa thứ nhất con nghe như thế này mòn thơ nó phần ở trong núi kỳ xà quân nơi thành vương xa cùng chúng đại tỳ kheo một muôn hai nghìn người có hồi trang vị đó đều là bận lan căn lầu đã em không còn phiền não biến lợi mình đã xong dứt sự ràng rịch trong cõi tâm đường tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như Ma Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Phá Lời Phân Đài Mùng Kiền Liên Ma Ca Diếp
nô lâu đà kiết tinh kiều pháp ba đề lý bà đà rất lắng gia bà ta bạn tố la mà khôi la na đà tôn đà la nang đà phú lô na di đà la ni tần tu bồ đề na la hầu la vân vân đó là những vị đại a la hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người ba tỳ kheo ni ma ba xà ba đề cùng với tiếng thua sáu nghìn người câu hỏi mẹ của la hầu la là ba tỳ kheo ni gia du đà la cùng với quyến thua câu hỏi bần đại bồ tát pháp muôn người đều không thôi chuyên ở nơi đạo vô thượng chân đẳng chân giác đều chứng được pháp đà la ni nhạo thuyết biện tài chuyên nói pháp luân bằng thôi truyền trần phú nhượng vô lượng trăm nghìn chư phân ở các nơi đứng phân trồng cá còi công đức thương đưa cá phân khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của phật thông đà đại trí đến nơi bờ kiên danh đoàn cá vô lượng thế giới có thể đồ vô số nhìn chúng sanh tên của các vị đó là văn thù chư lời bồ tát quán thế âm bồ tát đất đại thế bồ tát thường tinh tăng bồ tát bấn ngư bồ tát bướu xương bồ tát dược vương bồ tát giọng a thi bồ tát bướu nguyệt bồ tát nguyệt quang bồ tát mang nguyệt bồ tát đại lần bồ tát vô lượng lực bồ tát địa tam giới bồ tát ba đà bà la bồ tát di lặc bồ tát bưu tích bồ tát đạo sư bồ tát vân vân các vị đại bồ tát như thể tam muôn người câu hỏi lúc bây giờ tính đề hoàng như cùng quyến thuộc hai muôn vị tiên tử câu hỏi lại có minh thiên tử phố hương thiên tử bửu quan thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hỏi tự tài thiên tử đại tự tài thiên tử cùng với quyến thuộc ma vàng thiên tử câu hỏi chú coi ta bà phạm thiên vương thi thi đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hỏi có tám vị long vương nan đà long vương bạc đẳng đà long vương xa già la long vương hòa tu các long vương đức xoa ca long vương a na bà đạt ma long vương ma na tư long vương ưu bán la long vương vân vân đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị khẩn na la vương pháp khẩn na la vương diệu pháp khẩn na la vương đại pháp khẩn na la vương trì pháp khẩn na la vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị càng khác ba vương nhà càng khác ba vương nhà âm càng tháng ba vương mỹ càng khác ba vương mỹ âm càng tháng ba vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hỏi có bốn vị a tu la vương bà trị a tu la vương già la kiên đa a tu la vương tỳ ma chân đa la tu la
Đại uy đức ca lâu la vương, đại thân ca lâu la vương, đại mạng ca lâu la vương, như ý ca lâu la vương, đều cùng bao nhiêu quyến thua câu hỏi vua xà thế con bà vi đề, cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hỏi cha chúng đều lễ chân quan lui ngồi một phía luôn. Bây giờ đừng thế tôn hàng tư chúng vây quanh cúng vàng cùng kính người khen tôn trọng, vì các vị bồ tát ta nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa giáo bồ tát pháp ba phần sơ hồ niệm. Nói kinh này xong Đức Phật ngồi xem bàn, nhắm vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó trời mưa hoa mãn đà la hoa má, mãn đà la hoa mãn thù thân, hoa má mãn thù tha đề đại trên Đức Phật cùng hàng đại chúng thăm cõi Phật. Điều vang đông lung bây giờ trong chúng hồi cả hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời đồng gia xoan. Ngàn tháng bà a tu la ca lo la cần na la ma hầu la già nhân phi nhân và ca vi tiểu vương cung truyền luân thánh vương cảm đại chúng ấy đều việc chưa từng có vui mừng chắp tay mong lòng nhìn Phật. Bây giờ đứng Phật thờ nơi tướng long trăng giữa chẳng mài phóng ra luôn hào quang chiếu căng ca mồ muôn tám nghìn hỏi cờ phương đông như thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên chúa khâu trời sáng cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả cấu loài chúng sanh. Ở các cõi kia lại thấy ca đưa Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đấng Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại bồ tát dùng các món nhân duyên các lòng tin giải các loài tướng mạo mà tu hành đạo bồ tát. Lại thấy ca đứng phần nhập niết bàn, lại thấy sau khi ca đứng phần nhập niết bàn đem ra lời của Phật mà vẫn chẳng tha băng bãi bao. Khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng hôm nay đơn thế tôn hiện thần biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này, nay Đức Phật đứng nhập chánh định. Việc biến hiện như không thể nghĩ bằng này nên nói ai ai nam nữ. Tử văn thù sư lợi này đã từng rằng vui cung và vô lượng ca đức phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên hỏi ông lùng đô an tỳ kheo ni cần sở nam cần sở nữ và cán trời đồng quý thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sáng chói của Đức Phật hiện đây nay nên hỏi ai bây giờ. Ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại theo tam niệm của bốn chúng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và của ca chúng hỏi trời đồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lanh thần thông này. Phở phong anh sang lớn soi khắp mồ muôn tám nghìn cõi ở phương đông đều thấy coi
đó Ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng Ngài Văn Thù Chư Lai Đức Đạo Sư Cơ Chi. Long trăng giữa chàng mài phong anh sang cấm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang thù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều yên tình. Mà trong thế giới này sao điều văn động lên bấy giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý tha thái được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã tề trên đến trời ưu đằng trong thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến hiền duyên lành cùng giữ thủ bao có con sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy các đấng Phật đấng thân Chúa Sư Tử diện nói các kinh điển nhiệm mờ bực thở nhớ tiếng của Ngài thanh tịnh giọng nói ra em dịu dày bao các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phàm âm tâm nhiều phía người đều ưa nghe các phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phàm dụng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù để soi rõ phần phàm mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người về khổ nhàm lìa và bệnh chết phân về nói niếng bàn để giới cá ngăn khổ nếu là người có phước đã từng cúng dường phận chỉ cầu pháp thù thắng vì nói hành nhân kia. Nếu lại có phần tử tu tập các công hạnh để cầu tuệ vô thượng phần vì nói tình đạo Ngài Văn Thù Sư Lai tôi ở tại nơi đây thấy nghe dường ấy đó và nghiền ứng việc ta thấy rất là nhiều như thế. Này trẻ lượng nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng càng món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vị bố thí vàng ba ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc xa từ mã nào. Kim cương ca chân bơ cùng tôi ta xe cổ kiểu can chân cho bao vui vẻ đem bố thí hồi hướng về phần đạo nguyện được chứng thưa ấy bậc nhân của ba cõi ca phần hằng khen người hoặc có vị bồ tát. Xe tứ mà xe máu bao lớn che tán đẹp trao chia dùng bố thí lại có Bồ Tát Bồ Thí cả vợ con thân thịnh cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thân đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ phân Ngài Văn Thù Sư Lại ta thấy ca quấn vương qua đến cho của phần thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nước vui vẻ cũng điện cả thân thiên. Cao rằng sau lần sống mà mặn đi pha phong hoàng lại thấy Bồ Tát mà hiện làm thì kéo một mình ở văn về ở vui tụng kinh điển cũng thấy có Bồ Tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn. Khi xem mỗi phần đạo và thấy bậc lý vô thường ở cho công nhà sâu tô các thuyền định đường năm món thần thông và thấy vị Bồ Tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể kiến người ca pháp vương. Ngài thấy có Bồ Tát ký cho chi bền chẳng ai hỏi ca đức
Phật nghe rồi đều thu trì lại thấy an Phật tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tí vô vì chúng mà gian phân. Vui nói ca pháp dạy báo ca Bồ Tát phá dẹp chúng minh ma mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì Bồ Tát văn bạc yên lặng ngồi trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang. Từ cò chốn địa ngục thiên đều vào phân nào lại thấy Phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng thiên năng cầu phần nào cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu trong lòng sạch như bửu châu. Đề cầu chứng văn đạo và thấy an Phật tử trù vào sức nhẫn nhục bị kế tăng thương mạng mắng rùa cùng đảnh đầm thấy đều hay nhân đưa để cầu chứng phần đạo lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ưu thi ưu gần gũi người tri chuyên tâm chớ loan đồng nhiệm niệm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đạo lại thấy vị Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món khôn thân đem cung Phật và tăng áo tôn đồ thường phục giá đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cung Phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng. Rừng vườn ra thanh tình bông trái đèo chân xe xuôi chạy cùng ao tâm cung cho Phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàn để cầu đạo vô tương lai có vị Bồ Tát. Và nói qua kinh nhiều dùng các lời dạy dỗ dạy vô chúng sanh hoàng thay vì Bồ Tát quán xa ca pháp và tịnh đều không có hai tướng cũng như quán hư không lại thấy hàng phần tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tới này mà cầu đau vô thường. Ngài văn thù sư lời lại có vị Bồ Tát sau khi phần diệt độ cũng dàn xa lời phần lại thấy hàng phần tử xây dựng ca pháp nếu nhiều vô số hành xa nghiêm sức cấp tội nương. Bửu tháp rắn cao đẹp bèo năm nghìn do tuần bề ngang rồng tới nhau đều hai nghìn gió tuần trong mỗi môi tham miếu đều có nghìn tràng phan màn châu xem ta xuống chiến linh báo hòa đeo cán vì trời rồng thân. Người cùng với vi nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gia ngài văn thù sư lại các hàng phật tử kia vì cung vàng xá lời nên chàng chứng tham nhiều cõi quân giới tự nhiên thù đặc đấng tốn đẹp. Như cây thiên thụ vương hoa kia đang khoe nở phần phóng mộ luôn sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca thư rất tốn đẹp thần lực của chư phần. Thì tuệ đều hy hư phóng một luồng tỉnh quang soi thắm vô lượng cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có xin Phật tứ văn thù giải quyết lòng chúng nghi ông chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế con cử chi phóng ánh quang minh này Phật tứ phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng có những lời ích gì đừng Phật phóng quán này khi Phật ngồi đau tràng. Chừng được hoa tâm nhiều về muôn loài văn đó ai là sẽ
cùng thầy ca đức Phật đây không phải cá nhỏ ngài văn thù nên biến. Bọn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài văn thù sư lại nói với ngài Di Lăng Đại Bồ Tát cung cán vị đại sư các thiện nam tử như chờ ta chắc nghĩ thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lớn. Mưa hoa vũ lớn thôi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiện nam tử ta cần ở nơi ca đinh phân đời qua cứ thấy điềm lạnh này phân kia phân hào quang đó rồi liền nói pháp lớn. Cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được và hiến hạ quan cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cả trong đời có tin theo cho nên hiện điềm lành này. Cả thiện nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước bây giờ. Đức Phật hiểu nhận nguyện rằng mình như lai ân cung chinh biến chi mình hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trì. Điều ngờ trường phu thiên nhân sư phần phá con nhiên nói chinh pháp ban đầu giữa rốt sau ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lê kéo mau thuần một không tạm đầy đủ cả tướng phàm mạnh thanh bạch. Phần vì người cầu đạo thánh văn nói pháp tư để thoát khỏi sống già bệnh chết tiêu cánh niếm bàn vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la mật làm cho chứng được quả vô thượng đặng chánh gia tâm bạc nhờ tiếng chung trí kế lại có đấng phần cũng hiểu nhận nguyện đăng minh lại có đấng phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh như thế đến hai muôn đức phật đều đồng một thân. Hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng một họ họ phá la đò di lạc nên biết được phần chứ được phần sáu đều đồng một tên hiểu nhật nguyện đăng minh đầy đủ mười hiểu những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành. Đừng vào rõ sao cả lúc chưa xuân gia tòa tan vì vương tử người thứ nhất tên hữu ý thứ hai tên thiện ý thứ ba tên vô lượng ý thứ tư tên bửu ý thứ năm tên tăng ý thứ sáu tên trừ nghi ý thứ bảy tên hương ý thứ tám tên phạm ý tám vị vương tử đó có uy đức từ nay đều lãnh trì bốn châu thiên hạ nghe vua cha sớm gia chứng đạo vô thượng chính đàn chính giáng đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo pháp tâm đại thừa thường tu hành thanh tịnh đều làm bằng phàm thư thoa chứ đã từng ở chỗ nghìn muôn đứa phó quân trồng cá cội lần đứng phần nhận nguyện đăng minh lung đỏ nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sứ gia bồ tát pháp hoa phần sơ hồ niệm. Nói kinh đó rồi Phật liền ở trong đại chúng ngồi thế ban nhập vào căn chánh định vô lượng nghĩa sứ thân và tâm chánh đông khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa đề đại trên đấng phần và đại chúng khắp cõi nước và sao điêu vang đồng lùng đó trong hội hàng thì kheo ni cần sư nam cần sư nữ
Trời rồng già khó càng tháng bà tu la ca lâu la cấn la la ma hầu la già nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyên luân thánh vương vân vân các đại chúng đó đường đều chưa từng có mừng ra chấm tay mong lòng nhìn phần. Bây giờ đừng như lai từ tướng long chân chân giữa chân mày phóng ra luồng hành sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nhìn cõi nước ở phương đông như nơi đường thấy ở cõi phần đây di lần nên biến khi đó trong hồi có 20 ức bồ tát. Thưa muộn nghe ba ca về bồ tát ấy thấy anh sáng chiều cấm ca cõi phần đường đều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong anh sáng nay kỳ ấy có vị bồ tát nhiều diệu quang có 800 người đệ tử. Bây giờ đứng vàng nhà nguyện đăng minh từ trong chính định mà dạy về diệu quang bồ tát nói kinh đại thừa tên diệu phàm liên hoa gia bồ tát phàm phân sơ hồ niệm trải qua 60 tiểu kim chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếm thân tâm đều không lại đồng như nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong quán bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lời mời. Đừng vàng nhà nguyện đăng minh trong 60 tiểu kim nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhầm vô dư niết bàn. Khi đó có vị bồ tát tên đấng tạng đức phật nhờ nguyện đăng minh liền có ký cho bảo các tỳ kheo rằng ông đức tạng bồ tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàn chánh danh. Đừng vào thọ ký không vào nửa đêm bên nhằm vô dư niết bàn. Sau khi đức quang diệu độ diệu quang bồ tát trì kinh diệu pháp liên hoa trại 80 tiểu kiếm vì người mà diễn nói 8 người con của phần nhận nguyện đăng minh đều học với ngài diệu quang. Ngài diệu quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường. Chánh đàng chánh giác vị vương từ đó cũng dạng vô lượng trăm nghìn muôn ứng đức phật đều thành đần đạo vì thành phật đó sao hết hiểu là nhiên đang trong hàng 800 người đệ tử có một người tên cầu danh người này tham ư danh lời. Do cộng đồng tồn cá trên mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quên mơ nên gọi là cầu danh. Người này cũng do có trọng cá nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ư đứng phần mà cũng vàng cũng kính tôn trọng khen ngợi. Vì là nên biết lúc đó diệu quang bồ tát đâu phải người nào là chính là ta đây còn cầu danh bồ tát là ngài đây nay thấy điềm lành này cùng với xưa công khác cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay đức phật Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên diệu pháp liên hoa. Giao bồ tát phá phân sơ hồ niệm bây giờ ngài văn thủ sơ lại bồ tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có phần nhân trung tôn.
Nhiều nhờ nguyện đăng minh đờ thế tôn nói pháp ba độ vô lượng chúng sinh vô số ức Bồ Tát kiến vào trí tuệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại tăng xuất gia cũng theo tu phạm hành Phật nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà vì rộng to bài Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhầm chứng định. Tên vô lượng nghĩa thứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cũng vàng đấng nhân tôn tất cả ca cõi phần từng thời vang đồng lớn vào phóng sang giữa mài hiền các việt hương. Anh sàng chiêu phương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tự nghiệp bao của tất cả chúng sanh lại thầy ca coi phân cùng cả bao trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi Phật quan soi lại thấy những trời người đồng thần chúng già con. Càng thà khẩn na la đều cung dâng phận mình lại thấy cá như lai tự nhiên thành phận đạo màu thân như núi vàng đoan nhiên rất đẹp màu như trong lưu ly xanh hiện ra tượng chân kim thế tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu. Mỗi mỗi ca coi Phật chúng thanh văn vô số nhân Phật quán soi sáng đều thầy đại chúng kia hoàng coi các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như dình châu sáng lại thay các Bồ Tát. Bồ Thí nhân nhường thải số đông như hàng xa đây bởi sáng phần soi lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chẳng động để cầu đạo vô tương lại các Bồ Tát. Do tương pháp tinh diệu đều ở tại nước mình nói pháp cầu Phật đạo bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiến sức thần thông lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau. Điều này nhân duyên gì đấng của trời người ta vừa từ chính định dạy khen nhiều quán Bồ Tát ông là mắn của đời mọi người đều tin về hay vâng giữ tăng pháp như pháp của ta nói chỉ ông chân biết được đứng phần đã gợi khen. Cho diệu quang vui mừng liền nói kinh pháp hoa trài sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy ngài diệu quang pháp thư trọn đều hay thú trì pháp thường diệu Phật Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi. Liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thần tướng đã vì cản ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn.